Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ trong Illustrator nha, và hoạt hình anime bằng con chuột chuột này. Tại vì nếu mà vẽ thì các bạn dùng cái bản vẽ điện tử, nó sẽ vẽ đẹp hơn và dễ hơn, còn con chuột thì nó sẽ bị hạn chế nha các bạn. Rồi đây là những cái hình mà mình đã vẽ bằng con chuột. Những cái hình này các bạn có thể làm được, sau khi vẽ các bạn có thể chuyển qua After Effects để làm hoạt hình. Rồi để vẽ bằng con chuột á, thì trước tiên mình sẽ new một file. New file xong thì mình sẽ cho cái nền màu trắng này, nó trong suốt nha. Chỉ để lại cái đường viền thôi. Anh sẽ lấy đường viền màu đen và chọn vào cái này, chọn size 5. Size 5 là nó sẽ tương ứng với cái nét vẽ mình đã vẽ rồi nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng cái bút này, Pen Root Tool, phím B á, cố gắng giữ cho nó, con chuột nó di chuyển đều cho các bạn. Có thể méo một xíu cũng được, lát mình điều chỉnh lại sau. Đây, nếu các bạn vẽ tốt thì nó sẽ bị méo rất là ít. Còn sau đó thì mình có thể, nếu méo như thế này, mình có thể dùng công cụ này để nén nó lại, hoặc là các bạn có thể vào trong này, Smooth nè. Xin lỗi, mình sẽ bấm vào cái này trước nha, bấm vào cái đường line này, sau đó kích vào công cụ này và quét, nó sẽ tự động làm cho cái các đường này nó bo cong nhé bạn. Sẽ kéo cái điểm này lên xíu, kéo điểm này xuống xíu. Và hai cái điểm này hiện tại nó đang hở nè. Sẽ kích cái điểm này, cho dính vào điểm này. Nó vẫn chưa liền lại đâu các bạn. Bây giờ bạn quét cái này nè. Bạn dùng công cụ này, Zone Tool, và quét vào đây, nó sẽ nối hai điểm này lại. Nối liền rồi nè. Tiếp theo mình sẽ dùng cái này để mình chỉnh lại cái đường line chỗ này xíu. Chỉnh sơ ra, rồi dùng cái công cụ Smooth Tool này để quét cho nó tự chỉnh. Đó, hiện tại thì cái hình nó đã cong tương đối rồi. Tiếp theo mình lại dùng công cụ này để vẽ cái mái tóc này. Nếu vẽ sai thì các bạn Ctrl Z lại nha. Cố gắng giữ cho con chuột nó di chuyển sai ít nhất có thể nha các bạn. Rồi, mình sẽ sửa lại cái điểm này cho nó sát vô cái đường biên này. Mình dùng công cụ này, rê con chuột cho nó trùng với đường biên này. Kéo lại đây xíu. Rồi, zoom ra, tiếp tục dùng này, ấn vào công cụ này, kết vào điểm này, lôi cho nó trùng với cái đường line của cái đầu trước kia. Rồi, rồi tạm thời là mình cho nó như thế này đi. Giờ tiếp theo là vẽ lông mày và cái lỗ tai. Tiếp tục mình chọn lại cái đối tượng này để mình copy cái thông số lúc nãy. Chọn lại công cụ này, giữ chuột trái quét, thả ra thấy xấu quá thì cần chuyển Z lại. Rồi, rồi tiếp theo là đổ màu lên cái hình. Thì mình sẽ
tách từng đối tượng ra để đổ màu. Giờ mình sẽ muốn lấy cái mái tóc này trước. Mình sẽ kích vào cái đường line này và kích vào cái đầu này. Ctrl C, Ctrl F nó ra một đối tượng khác trùng với đối tượng này và di chuyển con trỏ chuột hình mũi tên qua bên trái hoặc bên phải. Rồi. Nó ra một đối tượng mới, mình sẽ object vào này để chuyển đối tượng này thành cái hình. Rồi. Cắt nó ra. Cái chuột trái vào này, cái chuột phải vào này, unwrap. Giờ mình chỉ cần kích vào cái điểm màu đen này để mình xóa thôi. Sau khi xóa xong thì mình đã có được cái đầu và cái mặt luôn nè. Mình sẽ di chuyển lại chuột trái, chuột giống mũi tên các bạn, để lùi lại vị trí cũ. Rồi đây, mình sẽ đổ màu cho nó. Kích vào Radiant, kích màu. Rồi, mình sẽ chỉnh lại mái tóc trước nha. Chọn vào Radiant này, trong màu. Kích này hút màu vô này. Mái tóc sửa lại xíu. Cái này màu xám. Và dùng cái này để điều chỉnh lại cái radian. Muốn nó sáng đâu. Đây, sáng bóng trên đầu rồi. Theo thì màu da này chỉnh chỉnh lại màu da xíu. Kết vào này. Hiện lên này bấm nhau này lôi rồi. Muốn vẽ mấy cái bóng bóng này thì tương tự như vẽ đường like thôi. Màu trắng nè. Chọn 5. Và chọn vào công cụ Brush này, zoom lên nha, Brush này, quạt này, chấm cái, giờ mình xóa cái này đi, tiếp theo là tô màu cho, xin lỗi cái máy mình nó hơi giật nha, tô màu trong mắt đây. Kích chuột trái chọn mắt này và kích Shift để chọn mắt tiếp theo. Ctrl C, Ctrl F. Di chuyển con hình mũi tên trên bàn phím á, cái phím mũi tên nó qua bên trái. Và dùng này để chuyển đối tượng này thành hình. Rồi, cắt các cái hình với nhau. Anh rút ra. Bấm vào màu đen để xóa. Bấm vào màu đen để xóa. Rê chuột này các bạn cho thấy những cái hình con mắt trong suốt này. Cho về vị trí cũ bằng con giống mũi tên về bên bên phải lại. Tô màu cho nó. Rồi, mình sẽ xóa mấy cái này đi. Cái gọng kính cũng đang tương tự, Shift ở cái chuột trái. Chọn hai cái, Ctrl C, Ctrl F để dán vị dán đối tượng vừa copy ra tại vị trí cũ. Back, cắt, unwrap, kết vào cái màu đen xóa, đang xóa rê chuột thôi, sẽ thấy cái kính đây, kính đây, bấm cái dòng mũi tên cho nó di chuyển về bên tay phải lại, rồi, tô màu cho nó, giờ tô màu trắng, sau đó chọn cho trong suốt, opacity. Rồi, cho đục đục rồi nè. Rồi. Xóa những cái đối tượng dư rồi đi. Vậy là
bạn đã vẽ xong cái hình bằng Illustrator chỉ với con trỏ chuột này thôi. Nếu như các bạn mua được cái bản vẽ điện tử để vẽ đó thì nó còn dễ vẽ hơn, mình nghĩ là dễ vẽ hơn gấp 10 lần nếu tay nghề của bạn cao. Rồi video mình sẽ hết tại đây. Xin chào.